Rồi, đồ mới đĩa sau, nồi với lại dao dĩa nha anh em. Rồi, ok. Rồi, sẽ okay, thử thử coi. Rồi. Bao nhẹ nhàng cho anh em nha. Đó, phun cấu hình là đĩa, rồi nồi thái với lại là dao dĩa nha. Đó, chạy là. Rồi, xin chào anh em Full Trần Led 125 nha. Đang tiến hành thay bộ dao dĩa vàng DD. Xin 10 ly cho chiếc Full Led ha. Thì anh em yên tâm nha, mình gắn là không bao là không có cả cà te của anh em nha. Đó, full mình gắn, chúng mình thay là full cái bộ là nhông sên dĩa luôn nha. Xe này thì làm ba cái luôn, nhông sên dĩa, đĩa sâu, nồi thái, full cái bộ heo sâu heo thái luôn nha. Đó, thì nguyên cái vàng là mình đã vô vũ xe. Còn cái ben này là ben Nhật nha, nói với anh em rõ là ben này ben Nhật. Còn anh em nói bộ thái mà sao mà cái xe này trước lắp cái ben này mà sau khi qua lắp bộ thái kia lắp cái ben khác thì không phải nha. Chủ xe này là thay cái bên Nhật, còn cái bộ đĩa sau là bộ thái, đây heo thái là heo nước sần sần. Đó, nói cho anh em để khỏi thắc mắc luôn ha. Rồi còn cái nồi là làm đồ thái. Rồi anh em coi rõ ha. Sau này anh em muốn làm một cái bộ đĩa sau nồi thái mà muốn đĩa sau thái mà muốn thay bên Nhật vẫn có cho anh em nha. Tùy anh em lựa chọn nha. Cấu hình này là chủ xe là đi lựa đồ chứ không phải là chủ xe làm combo nha. Chút nữa mình sẽ quay lại cho anh em tham khảo cái bộ đĩa sau luôn ha. Bộ đĩa sau với lại là cái phần nhông hình dĩa. Chào anh em đến với độ xe chúng con. Đã hoàn xong cái bộ nhông dĩa vàng DD cho chiếc Full Trần 125 nha. Sang đây quay lại cho anh em tham khảo ha. Thì mình đi đúng full bộ là nhông dĩa và sên vàng nha. Đó, thì lắp cà te trên rồi. Cà te dưới cho mình lắp thôi ha. Quay cho anh em tham khảo rồi trước khi mình lắp ha. Thì bao nhẹ nhàng cho anh em nha. Đó, full rất là nhẹ nhàng. Đi sên 10 ly được nha. Thì cái bộ của Full Trần Led 125 này là quay đi được sên 10 ly, anh em cứ yên tâm, không có bị cạ te anh em đâu. Anh em cứ lắp vô ha. Đó, mình đã lắp rất nhiều xe rồi. Sau đây mình quay lại cho anh em luôn. Mình đã thắc mắc cho anh em luôn ha. Đó, full là sên là bản lớn 10 ly, bao bự cho anh em luôn nha. Đó, giờ sư phụ mình sẽ lắp rắc xe vô rồi chạy rồi cho anh em tham khảo luôn. Cấu hình này là mình đã lên đĩa sau rồi làm đồ thái nha. Rồi, mình xin chào anh em nha. Rồi, xin chào anh em rồi. Ha. Dạ, mình chào anh em nha. Mình rồi, chào sư phụ. Chiếc Full Trần xong mình test với Full Trần anh em ơi. Rồi, đồ mới đĩa sau, nồi với lại dao dĩa nha anh em. Rồi, ok. Rồi, sư phụ test thử thử coi. Rồi. Bao nhẹ nhàng cho anh em nha. Đó, full cấu hình là đĩa, rồi nồi thái với lại là dao dĩa nha. Đó, chạy là bao nhẹ nhàng cho anh em. Rồi, sư phụ mình sẽ chạy test cho anh em. Rồi, sư phụ mình đã test về cho anh em ha. Rồi. Bao nhẹ nhàng cho anh em. Full cấu hình nồi thái thắng đĩa. Đó, thắng là bao nhẹ nhàng cho anh em, mình lấy bánh liền nha anh em. Rồi anh em mà muốn làm full thắng đĩa nè, làm nồi nè, thay dòng dĩa thì có thể qua bên tiệm nha. Rồi sư phụ làm dòng test cho anh em thắng đĩa, anh em coi không phụ. Rồi. Đẩy cái đó luôn đi. Đó, thắng bánh liền ha, quá đã luôn. Rồi anh em chạy một tuần cho bố đĩa đều nhau nữa càng ok nha. Ok anh em ơi. Chủ xe. Rồi, chào anh em.